Đây chính là nghĩa đen của cụm từ đẩy con ngựa. Vào tháng 7 năm 2022, một vị cựu thị trưởng của thị trấn Dover thuộc nước Anh đã thông báo với cảnh sát rằng ông nhận được một cuộc gọi hoảng loạn từ trại chăn ngựa gần đó. Cụ thể, trong lúc đang đi kiểm tra những chú ngựa con thì cô nhân viên chủ ngựa đã giật mình hoảng loạn khi nhìn thấy một người đàn ông quần tụt xuống dưới đầu gối, đứng đằng sau một con ngựa cái và cười khúc khích. Ngay sau khi bị phát hiện thì người này đã vùng lên và bỏ trốn và vì không thể dồn được anh ta nên chị đã gọi chủ nhân chính thức của con ngựa đó chính là ông cựu thị trưởng và ông đã yêu cầu bên thú y cũng như là bên cảnh sát vào cuộc điều tra Sau khi nhân viên thú y xét nghiệm ra ADN từ con ngựa đó thì cảnh sát đã tìm được thủ phạm đó là một người đàn ông tên Philip Henry 34 tuổi Người này sau đó đã bị bắt lại và ban đầu thì ông ta phủ nhận mọi cáo buộc Thế nhưng vào phiên tòa diễn ra vào tháng 2 vừa rồi ông ta đã chịu nhận tội Thêm vào đó ông ta cũng thú nhận rằng trước khi xảy ra sự việc như thế thì ông ta cũng đã hất khá nhiều xà cân trong phiên tòa, thẩm phán cũng nói thêm rằng ông ta sẽ không được phép đi lại gần những loại động vật có móng guốc nữa.